Hôm nay mình sẽ review cho các bạn chai nước hoa Didon Blue, một trong những chai nước hoa khá là đình đám của nhà Versace trong 2 đến 3 năm trở lại đây. Đừng đi đâu hết nhé, video sẽ bắt đầu ngay sau đây thôi. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình tên là Kai và trên channel này mình sẽ nói về nước hoa, thời trang và phong cách sống. Đây là video đầu tiên trong chuỗi video review về nước hoa của mình và hôm nay chúng ta sẽ nói đến Didon Blue của Versace. Thì để bắt đầu một video review, mình sẽ nói về phần presentation, về hộp, về thiết kế chai này nọ. Đây, ok, trước mắt các bạn đây là Versace Didon Blue. Như các bạn có thể thấy thì chai được thiết kế giống Versace Blue Ohm. Có hai điểm khác. Điểm đầu tiên là phần thân chai lấy màu xanh đậm làm tông chủ đạo, và ở trên phần nắp và phần logo là màu vàng. Chúng ta có thể thấy là chai này thiết kế khá là gọn và rất là sang. Thì mình đánh giá khá cao cái thiết kế này. Và Versace họ làm 4 size tổng cộng cho chai này, là gồm 30ml, 50ml, 100ml và 200ml. Thì chai của mình là chai 50ml. Ok, vậy là phần presentation đã xong. Chúng ta sẽ bắt đầu tới phần đánh giá về mùi hương. Ok, phần presentation đã xong. Chúng ta sẽ nói về scent characteristic, hay mình có thể nói là tạm mình sẽ phân tích về mùi hương. Thì ở trong đây nói về cấu trúc hương, khi mà chúng ta mở đầu của Didon Blue. Mở đầu của Didon Blue là một mở đầu khá là tươi mát với note aquatic. Note aquatic tạo cho chúng ta cảm giác như vừa bước ra khỏi phòng tắm vậy, như cảm giác rất là mát. Và ở dưới note aquatic này chúng ta có note citrus. Citrus ở đây chúng ta có bergamot và grapefruit, tạo ra cảm giác rất là thanh, rất là nhẹ. Và khi chúng ta đi xuống tầng hương thứ hai, tầng hương giữa, chúng ta có ba nốt hương chính, đó là ambroxan, tiêu và hoắc hương, patchouli. Thì ambroxan là gì? Ambroxan là một chất hóa học được tạo ra để mô phỏng lại mùi của long diên hương, một trong những nguyên liệu thô đắt đỏ nhất ngành công nghiệp nước hoa. Sau đó chúng ta sẽ xuống ở base note, ở cái tầng hương cuối. Ở tầng hương cuối chúng ta có incense là mùi nhang, chúng ta có musk là xạ hương, và chúng ta có tonka bean, chúng ta có đậu tonka. Thì đậu tonka và musk là cái nền để tôn lên cái mùi nhang, cái mùi incense. Thì chúng ta sẽ phân tích ở đây. Khi nói về mùi của Didon Blue, chúng ta có thể tóm gọn một dòng như thế này. Didon Blue chính là Bleu de Chanel cộng với Acqua di Gio Profumo của Armani, và sau đó là Dior Sauvage. Tại sao mình có thể nói như vậy? Để nói về Bleu de Chanel, Bleu de Chanel là một trong những chai nước hoa đầu tiên bắt đầu cho cái trend làm nước hoa có cái dạng blue vibe. Thì những cái hậu duệ, mình có thể tạm gọi là hậu duệ của Bleu de Chanel, chúng ta có Bleu Noir của Narciso Rodriguez, chúng ta có Didon Blue, chúng ta có Dior Sauvage. Tại sao Didon Blue lại có cái sự tương tự với lại Dior Sauvage? Đó chính là sự tương tự của combo tiêu và ambroxan. Nếu các bạn, đó là lý do tại sao rất nhiều bạn xài Didon Blue sẽ dễ dàng nhận ra sự tương đồng của nó với Dior Sauvage, vì Dior Sauvage nổi tiếng với cái combo ambroxan và tiêu, và combo này khá là mass appealing, khá là nịnh mũi, và đó là lý do tạo ra cái sự thành công vang dội của Dior Sauvage trong những năm trở lại đây. Và Acqua di Gio Profumo nằm ở đâu trong đây? Acqua di Gio Profumo nằm ở điểm là opening của cục chai này khá là tươi mát. Nhưng mà khi mà dry down xuống middle note các bạn có hoắc hương. Ở base note các bạn có incense, các bạn có mùi nhang. Thì combo incense và hoắc hương là hai note nằm ở base note của Acqua di Gio Profumo. Do đó ở đây cái sự khác biệt là cái mùi nhang được làm dịu xuống và cái mùi hoắc hương được tăng lên, do đó các bạn tạo ra một cái cảm giác có mùi gỗ trong đây, nhưng mà là một cái mùi gỗ dạng sạch sẽ và rất là dễ dùng. Thì chúng ta đã nói đến scent characteristic, vậy chúng ta sẽ phân tích thêm về chai này dùng được mùa nào. Thì mùa chúng ta có thể dùng về mùa hè, xuân hè cũng được, và cũng có thể dùng về thu đông, đặc biệt là những nơi như ở Việt Nam khi mà khí hậu khá là ổn định và nhiệt độ ít khi nào thấp hơn 14-15 độ. Ví dụ ở đây hiện tại là đang 9 độ thì chai này nó sẽ không hiệu quả vì nó sẽ không tỏa được trong cái thời tiết nó quá thấp. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn thì đương nhiên là chai này sẽ vẫn hiệu quả trong mùa đông. Lý do tại sao như vậy? Vì mặc dù là một chai mở đầu với tươi mát, và cái sự tươi mát đó được giữ xuyên suốt từ lúc mở đầu cho đến khi kết thúc, nhưng ở dưới cái phần base note của chai này, chúng ta ở cái phần base note và middle note của chai này, chúng ta có những note hương khá là nồng nàn, khá là dữ dội, có là
tiêu, chúng ta có ambroxan, chúng ta có hoắc hương và chúng ta có thậm chí có mùi nhang trong đây, mùi incense. Thì nó tạo cái chiều sâu, nó tạo một cái chiều sâu cho mùi hương và nó giúp cho mùi hương bám tỏa tốt hơn rất là nhiều. Đó là lý do chai này bám tỏa tốt hơn hầu hết những chai ở cái dạng fresh, những cái ở cây ở dạng tươi mát. Và sau đó, sau đây chúng ta sẽ nói về độ bám tỏa của chai này. Mình chấm điểm độ bám tỏa của chai này là 8/10. Lý do tại sao? Lý do chai này trên da của mình, chai này bám được từ 7 đến 8 tiếng và tỏa được trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Đây là một, nếu mà bạn so sánh với đời trước của nó là Versace Blue Homme thì hoàn toàn vượt trội. Và đa phần những chai nước hoa dạng fresh khác mà so với Dion Blue thì sẽ khó cạnh tranh về performance. Đó là lý do mình cho performance chai này từ là 8/10. Về độ uniqueness, về độ mình gọi là uniqueness, về độ độc lạ thì cái chai này không có gì độc lạ trong đây cả, vì đó chỉ là đơn giản là cái sự hòa hợp, cái sự mix lại của ba chai Fleur de Chanel, Dior Sauvage và Croix de Jour de Fumeau. Do đó uniqueness mình chỉ cho 3/10 điểm, nhưng mà ở cái mass appealing, cái độ nịnh mũi, mình sẽ cho chai này 8/10 điểm. Vì sao? Chai này rất là dễ dùng, đó, rất là dễ dùng, có thể dùng hầu như quanh năm và người ta rất là khó ghét chai này. Có thể người ta ghét vì cái mùi chai này nó hơi hóa học một tí, có thể là người ta ghét vì cái chai này nó không có gì là đặc biệt, không có gì mới lạ. Nhưng là đó, nếu mà các bạn dùng tìm một chai nước hoa an toàn để dùng cho cả năm, dùng trong môi trường văn phòng, đi học, đi làm thì chai này là một cái lựa chọn không hề tồi. Cái thang điểm cuối cùng muốn chấm ở đây là độ đa dụng, versatility. Thì chai này các bạn trẻ cũng có thể dùng được, mà những người các bạn nam lớn tuổi từ 30 trở lên 40 vẫn dùng được như thường, vì chai này nó rất dễ dùng. Nếu các bạn tìm một chai nước hoa, bạn là một dạng simple man, bạn muốn tìm một chai nước, bạn không muốn đầu tư rất nhiều, bạn không muốn đầu tư nhiều tiền vào nước hoa, bạn chỉ muốn cần tìm một chai nước hoa để có thể dùng quanh năm, thì đây là một lựa chọn không hề tồi và bạn có thể dùng hầu như là trong mọi trường hợp. Và it's always work, có nghĩa là lúc nào nó cũng hiệu quả cả. Và chai này sẽ giúp bạn tránh xa những cái loại nước hoa khá là quốc dân, những cái loại nước hoa nó khá là đại trà, ví dụ như là Fleur de Chanel chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là Versace Blue Homme, hoặc là những chai Calvin Klein. Thì tổng kết lại thì về độ bám tỏa mình cho 8/10 điểm, về độ mass appealing mình cho 8/10 điểm, về độ uniqueness mình cho 3/10 điểm, về versatility mình cho 9/10 điểm. Đây là kết thúc của cái review về Dylan Blue của mình. Thì nếu mà bạn thích những content như thế này, bạn có thể like cho video này, comment những ý mà bạn muốn mình cải thiện ở video tiếp theo. Và đừng quên turn on, bật cái notification bell để có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới. Và tất cả những gì mình nói trong video này sẽ được recap, sẽ được viết lại trong phần video description ở bên dưới. Nên nếu mà các bạn có vấn đề nghe không kịp hoặc là mình nói quá nhanh, các bạn có thể xuống dưới và các bạn đọc cái recap của mình để có thể nắm được cái ý chính của mình trong video này. Ok, xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Peace.